xin chào à, tất cả mọi người nhé hôm nay nhân tiếp tục à, giới thiệu đến mọi người à, về à, ruột xe vỏ xe ve chai rát vụn <laughs> thì đối với nhân ve chai thì chỉ có biết là ve chai rát vụn thôi thì à, lâu rồi nhân cũng à, ít lên clip thì hôm nay à, nhân tiếp tục à, lên để à, gặp lại à, mọi người cũng như à, các bạn đã yêu mến à, nhân trong suốt thời gian qua thì cũng như mọi ngày nhân luôn cầu chúc cho mọi người và các bạn luôn luôn sức khỏe và bình an và đặc biệt trong mùa dịch bệnh này thì mọi người cẩn thận khi đi ra đường cũng như khi làm việc thì phải hết sức phòng hộ cho mình cũng như phòng hộ cho người khác vì bây giờ dịch bệnh tràn lan khắp nơi làm ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế đời sống của người dân thì vì dịch bệnh nhân cũng không đi làm được cả một tháng nay rồi nhân chỉ biết ở nhà thôi làm loanh quanh ở trường thôi có gì thì làm lấy thôi chứ vì đồng tiền thì ai cũng muốn các bạn nhưng mà cái giá trị sức khỏe của con người thì nó là vô giá nó là tất cả nên là mình khi nào nên đi thì mình đi mà mình không đi thì thì thôi thì nói chung mình mình làm ngoài mà nên mình cũng thời gian cũng không ép buộc chứ các bạn mà cũng như mọi người đi làm công ty thì phải phụ thuộc vào công ty thì mình phải đi làm thôi nhưng mà mong mọi người rằng là khi ra đường thì phải nhớ đeo khẩu trang và thể làm tốt 5 k của bộ y tế để mọi người được được bình an thì hôm nay đến tiếp tục đến với mọi người cái rột xe cái rột xe máy thì nói với mọi người biết cái rột xe máy này thì hiện nay là nó rất rất chi khan hiếm tại sao hôm nay nhân nói là rột xe lên giá mà nhân không vui thì có nhiều người kinh doanh khi giá cả lên thì vui nhưng đối với mình làm kinh doanh nhỏ lẻ mua về chai Đột xe lên giá nhưng thực tế là mình không vui đó là mình nói chân tình các bạn luôn vì không vui ở đây là mình sẽ giải thích cho mình biết thế này ví dụ bình thường mình đang mua cái xe 2.000 nhá thì mình bán ra thị trường cùng 2.000 rưỡi thì mình lư 500 đồng hiện tại bây giờ cái ruột xe này là lên 3.000 thì mình bán ra thị trường cũng được 3.000 rưỡi thôi mình cũng lời được có 500 đồng mà trong khi đó cái vốn của mình bỏ ra nó thêm 1.000 đồng ví dụ trước đây một cái ruột mình mua 2.000 thì nghìn cái mình mua có 2 triệu mà 10.000 cái thì mình mua có 20 triệu thôi thì mình đang thêm được um, bớt đi 10 triệu để mình mua cái phải chai khác nhưng bây giờ ví dụ mình mua 10.000 cái ruột thì nó ra đến 30 triệu là mình phải bỏ thêm 10 triệu nữa thì mình không thể kinh thì không thể kinh doanh được cái khác nữa thì nên là bán ra thị trường thì nó cũng lời cỡ 500 đồng đó. và hơn nữa tại sao một cái nữa nếu như cây ruột mà ba nghìn bán ra ba ngàn rưỡi và nếu như thường xuyên mình có bán thì mình cũng rất vui nhưng mà ở đây nhân nói các bạn rằng do giá cả thị trường nó lên là thứ nhất là cung không đủ cầu nhưng thứ hai là do các đại lý á, các đại lý họ làm dây dây ràng lớn đó. họ làm dệt với họ làm những cái để họ xuất khẩu rồi là họ làm dây thun để buộc đủ thứ luôn nên họ sẽ mua về và họ sẽ ém giá thì khi không có thì bắt buộc nó họ tung ra thị trường thì bắt buộc giá thành là phải cao thì trong khi đó mình là người buôn bán lẻ mình theo họ thì theo không được và mình khi mua trong cái ruột này mình về bán cho người ta cắt cắt dây nữa qua một công đoàn đó nó cắt của người cắt dây nữa chứ không phải nhân làm rồi nhân bán được tiếp nếu như nhân bán được tiếp thì nhân cũng có lời thêm được năm bảy trăm đồng nhưng mà làm ăn thì người này người nọ giữa nhau thì nên là mình theo với những đại đi lớn những nhà máy dệt dây lớn là mình không theo nổi nên là mình cũng rất buồn là vì thời gian vừa rồi ruột của mình không không có cung cấp cho người ta người ta gọi điện mình rất nhiều nhưng mà cũng không có các bạn chỉ có một tháng chỉ được chục ngàn cái ruột trước đây một tháng hai ba chục ngàn cái ruột còn bây giờ một tháng chỉ được vậy thôi và hơn là hiện nay là cái ruột xe này á là nhiều người họ đi mua rất nhiều và nhiều người làm dây rất nhiều nên tản ra mỗi người là là mỗi mỗi nơi á nên là cái ruột xe này không đủ để cung cấp cho thị trường. Nên nhân lên clip này. Mong ai có ruột xe thì xin lên lễ với nhân nhá. Giá cả thì mình sẽ thỏa thuận giữa hai bên nếu được hợp hợp lý ở vùng Lân cận Đồng Nai, Bình Dương thì mình sẽ là cho giá, có thể mình đi đến tận nhà mình mua, còn xa hơn thì mình không là là đi được. Vì là xe cổ đầy mọi thứ luôn cây ruột này thì nếu như các bạn đi mua được mà gần chỗ đồng nai hiểu mình ở thì có thể liên hệ với mình rồi mình để cho giá cả nếu như các bạn cũng như mọi người mà nếu cảm thấy bán được là mình cũng sẽ sẵn sàng mua còn nếu như các bạn cũng như là mọi người không bán được thì mình cũng vui vẻ thôi cái chuyện làm ăn mà vui vẻ hai bên thì hợp tác mới lâu dài còn làm ăn mà không vui vẻ thì không không đâu dài được và cái ruột này lên giá thì khổ là khổ nổi là của người dân thôi người tiêu dùng thôi ví dụ trước đây mua cái ruột có 2.000 bây giờ phải bỏ thêm 1 ba là 3.000 một cái là người dân chi phí người dân tội thôi chứ đối với mình thì là là cái lên giá hay xuống giá là mình mua theo giá thị trường chứ mình lên thì mình mua lên xuống thì mình mua xuống chứ mình ở đây là mình không làm làm giá cả được chỉ có các cái đại lý lớn á các người ta đi bỏ dây ống nơi này, này nó kia họ là, làm giá chứ mình cũng không 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 làm giá được mình buôn bán theo giá thị trường thôi nên là mọi người là hiểu được và hãy hiểu cho là những người làm ve chai như mình thật sự luôn lên giá là đất mừng nhưng mà lên giá đối với những cái nào chứ lên giá thì chỉ có những người công ty lớn thôi là mới 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 thực sự là mới là làm ăn phát triển lớn thôi, chứ còn đối với như mình đây thì nói thật với các bạn là làm ăn nhỏ lẻ, lên lên giá hay xuống giá thì mình cũng không mừng mấy. Chứ mình là chỉ mong muốn rằng giá cả nằm một chỗ. Lúc cái chuột này cứ bán 2 ngàn Cứ mãi mãi 2 ngàn vậy thì vừa mình mua vào cũng rẻ mà mình đầu đầu ra cho người sử dụng cũng rẻ nên chỉ mua chỉ bán chứ lên lên cao quá thì mọi người cũng biết rồi nó cũng khó mua và cũng khó bán nó dẫn đến nhiều cái là thu nhập của mình cũng như những người làm dây ràng để họ bán thôi đấy thì đó là nhân chia sẻ cho mọi người biết là cái ruột xe này lên giá mà tại sao nhân không vui là vì là thời gian vừa rồi nhân vụ mua ruột không được không cạnh tranh nổi mình là ăn nhỏ lẻ mình mua cái ruột này là mình chỉ kiếm cái một cái có ba bốn trăm đồng nên mấy đại đi lớn họ lên giá cao quá nên mình không theo nổi thì không theo nổi thì mình sẽ mất thôi phải để sẽ mất là 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 đối với khách hàng thôi nhưng mà mình thì cũng không cái vấn đề đó thì đối với mình không sao mình cũng luôn luôn là vui vẻ chứ không phải trách móc chỉ ai khách hàng là bảo hôm nay bán cho mình mà lại bán cho người khác Chuyện làm ăn mà ở đâu đây thuần đâu họ họ bán thôi đó là cái quy luật của của, của, của tự nhiên rồi thôi. <laughs> thôi đến đây nhân chúc mọi người luôn luôn sức khỏe nha hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha bye bye